Thôi, một hồi nữa người ta ra người ta quay. Không, quay thiệt mà, cho đẹp trai thiệt mà. Cái này là thương hiệu của tôi rồi, tôi không cần. Trời ơi, không có cần. Rồi một hồi nó chơi mồ hôi nó ra nó chảy xuống đen đen. Chân mày tụi em cũng chảy hả? Trời ơi, tay mày nó phải cái đầu. Ai quấn cái đầu anh bầm hai bên. Cái này dễ lau không à? À bé Ngọc nó phải sợi 3D cho anh á. Đó, mình phải vẽ sợi dài vậy nè, người ta mới tin là tóc thiệt. Là một sợi nó phải qua bên đây. Đang điêu khắc tóc đó. Hồi đó giờ tôi thấy điêu khắc chân mày với hồi rồi, giờ có điêu khắc tóc. Thôi là bé Ngọc với bé Ngân chứ nãy giờ tôi qua vẽ là tiếng lực giật chọn. Trời ơi. Trời ơi. Nó ra cái hệ thống gì vậy trời.